Mình đã vào được Google vừa nay và sẽ thử cài đặt và benchmark thử xem cái này được bao nhiêu điểm. Rồi, lắp xong rồi. Đã vào đến phần mềm nhưng mà cài đặt thì hơi lâu. Enable 64 bit. Đây mình sẽ test luôn nhé. Đấy. Máy nhận thông tin này và xem thông tin trước. Info CPU X5 test 8500 X98 Pro này. Phân giải 2K. Camera sau là 4,9. Megapixel. Tổng RAM là 4 GB. Đây, Intel Graphics nhiệt độ. Mật độ điểm ảnh là 280 pp. Máy chỉ có cảm biến AC laser này. G sensor không có tất cả các thứ. Chỉ duy nhất mỗi cảm biến AC laser. Bắt đầu test. Bình thường các máy chip Atom dòng bay trai Z3735 hoặc Y736F thì có thể biểu họ lang tầm khoảng 32 đến 36.000 điểm. Không biết là chip 14 nanomet Cherry Chai này sẽ được bao nhiêu. Có thể test rất là lâu. Mới được có 31%. Hiện tại chỉ nhất có con X98 Pro này đang dùng chip X8 Cherry Chai. Và Honda cũng đã ra mắt một chiếc khác là Honda V820, cũng là chip X5 nhưng mà đời kém hơn là đời Z8 8300. Các hãng khác như là Cuvee, Chuwi, Pipo cũng đang chuẩn bị ra mắt những cái con này. Honda thì cũng chuẩn bị ra mắt Honda V919. Cũng chạy chip X5. Chuwi thì có con VI10, HI10. Và HI8, HI8 Pro thì chỉ dùng chip X5 8300. Tương tự như Honda V820 WCH. Phần đồ họa mới có thể chạy được 26 hình trên giây. Nói chung là cũng trung bình. Test chỗ này phải lên 39, 32. Nói chung là một
Nói chung hiệu năng đồ họa hơn hẳn so với lại những cái chip Atom Z, Atom 35, 37, 35, 6, 37, 35 F và 37, 36. Thấy rõ luôn, vì khi trong cái bài test đồ họa đấy thì chỉ được khoảng tầm 15 đến 16 hình. Máy đạt được 45.425 điểm. Vẫn đứng sau Galaxy Note 4 và Ni TV Ni 1 Pro, Samsung Galaxy S6. Nhưng một số con này đấy không phải là máy sẽ chạy thuần cho dòng cho Android nên là cũng khó thể đánh giá được. Và rồi, xin cảm ơn các bạn.